Em chào tất cả cô chú anh chị nhé. Nay em quay cho cô chú anh chị mình xem tổng quát một lô cà phê có tổng diện tích là 1,5 hectare, sổ sách đầy đủ nhé. Mảnh đất của mình thuộc về xã Nam Xuân, huyện Ca Rong Nô, tỉnh Đắk Nông. Từ lô đất của mình di chuyển ra trung tâm huyện nó mất đâu đó khoảng tầm 5 cây số nhé, ô tô đi tận nơi. Trên mảnh đất của mình thì có là hệ thống máy tưới, ao hồ đầy đủ hết. Có cả đường điện sẵn luôn nhé cô chú anh chị. Có cả đường điện sẵn luôn nha. Đây là đường điện này. Đó. Trên mảnh đất của mình có khoảng là 2.000 cây cà phê đang cho thu chính như thế này. Nguồn thu là cực mạnh luôn. Cà phê đẹp nhé cô chú anh chị. Đó. Cà phê đẹp nha. Nguồn thu mạnh. Hiện tại bây giờ chú nhà đang rao bán cái lô đất này với giá là 1,9 tỷ. Có thương lượng bớt lọc lá cho anh em nha. Từ lô đất này mà di chuyển về Lâm Đồng thì nó mất tầm khoảng 130 cây số. Về hướng Sài Gòn là 295 cây, gần 300 cây số nha cô chú anh chị. Ô tô đi tận nơi. Còn di chuyển về trung tâm huyện Ca Rong Nô nó mất tầm khoảng cỡ là 5 đến 6 cây số nha, ô tô tận nơi luôn. Chất đất của mình là chất đất đó Ba Gian. Cô chú anh chị nhé. Chất đất đó Ba Gian nhé. Giá chủ nhà hiện tại bây giờ đưa ra là 1,9 tỷ. Có thương lượng cho cô chú anh chị mình thiện chí mua. Cà là tương đối đẹp nha cô chú anh chị. Ở đây có dân cư nhà cửa của người ta là ở đây rồi nha. Đất của mình là nằm khu vực này thôi. Đó, đất bằng thoải nhẹ. Nguồn thu mạnh. Cái số lượng cái cà phê mà theo năm tháng người chủ nhà trồng thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 10 năm rồi nhá cô chú anh chị. Cà phê này là 10 năm rồi nhá. Tương đối là đẹp nhá cô chú anh chị, nguồn thu mạnh. Trái cũng là khá là nhiều. Dày trái. Đó, trái nhiều dày trái. Nếu cô chú anh chị mình quan tâm tới lô vườn này, liên hệ sớm cho em nhé. Để mình tham khảo tới lô vườn này. Lô vườn này có địa chỉ tại xã Nam Xuân, huyện Ca Rong Nô, tỉnh Đắk Nông.